Cúc cu lên dòng phòng, trời mưa mà đi đâu đây? Lý ra đi đâu? Là tiếng Việt là gì? Bắn pháo hoa. Đi xem. Bắn pháo hoa. Ngày. Quốc. Ngày hôm nay. 11 giờ đêm. 11 giờ đêm. Đây, đánh xong bây giờ bên này 10 giờ đêm nhưng mà trời vẫn còn sáng. Đi bắn pháo hoa ngày Quốc Khánh Pháp. Mà trời mưa phùn mọi người ạ. Đây trăng này. Đây, trăng đẹp chưa? Trăng nửa vầng trăng. Đấy. Bây giờ tới đây chắc là đã đông người lắm ạ. Bây giờ vô công viên gần nhà, cách nhà 3 phút đi bộ để xem bắn pháo hoa kỷ niệm Quốc Khánh Pháp 14 tháng 7. Bắn 11 giờ đêm. Mà bên này mùa hè thì trời tối trễ lắm. 12 giờ đêm vẫn còn sáng. Nên là người ta phải bắn trễ mới thấy được. Đây đằng kia thấy police quá trời. Năm nay có vẻ mưa nên là ít người hay sao nè, không thấy xếp hàng. Hai anh em này. Ê anh Son, con mang theo cái gì vậy? Cái gì đây con, gì đây? Đu đu rồi Lisa. Lisa cái gì đây, Linh Cót hả? Linh Cót mà ôm vào trong người như vậy. Yêu quá luôn á. Đây này, police này. Cái cây đẹp không? Cái cây này là mấy trăm tuổi đó. Ôi. Đấy là đông cộng vào đây. Ngay nhà luôn. Mọi ngã đường. Hôm nay vắng ơi là vắng luôn á. Năm ngoái giờ này là đông nghẹt. Bây giờ năm nay vắng tại vì mưa, mưa phùn. Đấy quá trời công an luôn. Quá trời luôn. À non hả? C'est pas gratuit hả? C'est vendu hả? Regarde. À oui hả? Regarde. Bán đồ này Vánh Xong bảo miễn phí đó mẹ. Rồi gạc mới xưa paye rồi gạc. Đó đâu có phải là miễn phí đâu, đi con. Mẹ không có tờ cầm tiền đâu mà. Đi nào. Ông Vánh Xong ông pa sắc tê đề sốt tâm sắc xịt bẹc đu đặc rong của riếp. Này. Đấy chút xíu bắn lên đây đẹp mộng mơ luôn. Người ta rào lại để bảo vệ hoa nè. Ừ. Tại sợ làm hư hoa đó. Đông vui lắm. Ôi đẹp quá này, đẹp quá à. Oh là là, c'est joli. Thiên thần bóng đêm. Đẹp quá à, trời ơi. Thank you.
hợp vẫn đang biết tiết tai. Đẹp quá ha.